Chào toàn thể anh em, chào các bạn. Nay mình vẽ một ít vít này là vít 12 hay 14 gì đấy. Nhưng mà nó chạy bằng cục nguồn nhé. Hay bạn nào về chế pin vào như thế nào thì tùy các bạn. Mình đây mình có một cục nguồn 12V này. Có cục nguồn 12V này là mình có vài con còn dây thôi. Là mình test thôi, nhưng mà đây mình nói rõ là mình bán sát cho các bạn thôi. Bán sát 40.000 một con, bán tất. Tất lô 40.000 một con. Có mấy con có dây thì mình test thử xem cái vòng tua nó thế nào mà xem nó có còn quay không. Còn lại là nó cắt cụt hết rồi. Về nó có ở trong cái đống khoan chứ còn không, mình không 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 chơi cái dòng này. Con này không chạy. Nói chung ở đây là những con này không thử được. Còn cái con mà nó hở hở tí dây này thì mới thử được chứ còn những cái con kia là chịu. Đấy đấy đấy, quay rồi đây, có đảo chiều nhé. Đây đảo chiều đây đấy. Đảo chiều đây này. Đấy. Đây cái nắp đảo chiều này. Cò bóp vào đây này. Đây. Có ba bốn con còn dây thôi. Mà mình nói chung là mình bán cho các bạn, mình bán cho thợ thôi, bán giá chết thôi. Đấy, con này vẫn chạy này. Nó là một kiểu dạng vòng tua chậm. Được 3-4 con còn dây. Con này chắc vẫn chạy đấy. Không chạy, con này không chạy. Chỗ này mình có 20 con nhé. Đây, nó tình trạng nó cắm cái tô vít này như này. 20 con này, bạn nào lấy tất thì mình lấy 40.000 một con. Bao ship à, rất nặng nhé, chứ không phải nhẹ đâu nhé. Mình cần thử một con cho các bạn này. 6 lạng nhé. 6 lạng bằng nhau luôn. Ở trong nó bằng kim loại nhưng mỗi cái vỏ nhựa thôi. Còn con này thì phun kim loại luôn. Đây là nhôm, còn đây là bằng inox hay gì. Ở trong này nó bằng kim loại thì nó mới nặng này. Đúng 6 lạng. Đấy, bạn nào lấy thì liên hệ trực tiếp mình qua số điện thoại là 0973 211 223. Chào tất cả các bạn nhé. Bạn nào mà lấy lẻ thì ít nhất phải 3 con mình mới ship. Chứ còn một con thì không bỏ ship. Mà lấy lẻ là không bao ship. Cảm ơn tất cả các bạn.